Sau khi video in ấn di động trên máy Inventum V3300DW được đăng tải lên, sẽ có nhiều câu hỏi như là: dùng iPhone mà kết nối chung mạng với máy in mà không được, iOS thì kết nối kiểu gì, Android thì kết nối ok mà iOS lại không kết nối được vậy Vietbit. Thì trong video ngày hôm nay, Vietbit sẽ hướng dẫn làm sao để kết nối thiết bị di động đến máy Inventum V3300DW. Với thiết bị Android thì chúng ta chỉ cần kết nối Wi-Fi trùng với Wi-Fi lúc cài đặt máy in là có thể in ấn di động bình thường. Còn với thiết bị iOS thì sẽ khác một chút. Thì ở giao diện bảng điều khiển máy in, chúng ta vào bấm menu setting. Sau đó chúng ta bấm xuống chọn mục 4 Network Info. Xong chúng ta lại tiếp tục bấm xuống chọn mục 3 là Wi-Fi Direct Info. Ở mục 2 này sẽ là tên mạng. Như chúng ta thấy trên màn hình, đó là tên mạng. Chúng ta bấm quay lại và bấm xuống để xem mục 4 là mật khẩu. Chúng ta bấm OK để xem mật khẩu. Đó chính là mật khẩu. Sau khi chúng ta biết tên mạng và mật khẩu thì trên giao diện điện thoại chúng ta tìm đúng cái tên mạng chúng ta vừa xem được, sau đó nhập mật khẩu vào. Thế là thiết bị di động đã kết nối đến máy in rồi. Chúc các bạn thành công. Hãy like, share and subscribe cho Vietbit để chúng tôi có động lực ra thêm nhiều video bổ ích nữa.